Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới cái drama dành nhà cho ở nhờ của mẹ con cám nha cô chú anh chị ha. Và một cái thông tin cực kỳ là quan trọng liên quan tới chú Khọt Xèo nha cô chú anh chị ha. Cũng giống như là cái sự mà bức xúc của chị Bình Tinh. Thì quý vị thấy rồi, suốt mấy tháng mà từ khi mà xảy drama tới giờ thì chị Bình Tinh ủng hộ Hồng Loan, nhưng mà cũng không có viết bài hoặc là cũng không có lên mạng để mà công kích bất cứ ai trong cái drama này hết, đúng không cô chú anh chị? Chỉ việc là ủng hộ con gái của ông Năm thôi, ủng hộ về mặt tinh thần nè, vật chất nè, chứ không bao giờ mà lên trên mạng để mà nói người này người kia như thế nào, đúng không? Đó. Nhưng mà ở đây có một số người cô chú anh chị đã lợi dụng cái sự hiền lương của chị Bình Tinh để mà tấn công của chú anh chị. Và đặc biệt là tối ngày hôm qua cái live stream của chú Khọt Xèo của chú anh chị. Dạo này chú Khọt Xèo rất là thích live stream nha cô chú anh chị ha. Live stream công kích con gái của ông Năm nè, rồi xong rồi live stream công kích Ni nè, và rồi sau đó là live stream để mà nói rằng là thương nhớ anh Năm này kia, rồi sinh bệnh này kia rất là nhiều ha. Chắc hẳn rằng là do cái việc mà buôn bán ế ẩm này kia nên phải tăng cường cái độ live stream này lên để mà gây cái drama, tạo drama, tạo cái tiếng để cho nhiều người biết đến, để nhiều người ủng hộ của chú chị, chứ không phải gì đâu đó. Nên đó quý vị không, mấy lần trước là công kích con gái ông Năm đó, rồi bây giờ quý vị không, tối ngày hôm qua live stream lại đi nói xấu về cái tuồng cổ Huỳnh Long của chú anh chị. Thật sự là quá ghê gớm, đúng không cô chú anh chị? Người ta không nói tới mình, người ta cũng chẳng đụng chạm gì trơn mà lên công kích đó. Mà mấy vị thấy không, đâu ai mà ở nhà gì đâu mà có mấy tháng trời là bị chủ nhà đuổi, mấy tháng trời là bị chủ nhà đuổi rồi á. Bán ngày xưa lúc ông năm á còn sống á thì tại sao không than ế, không than này than kia, mà ông Năm vừa mất đi cô chú anh chị là tối ngày là than ế, không bán được này kia, ở chỗ này là bán không được, xong cái về qua chỗ khác đó, về qua chỗ khác cái la chỗ đó bán không được luôn, cái ở được vài tháng cái nói ở chỗ đó bán không được phải về qua chỗ khác nữa. Quý vị thấy người ta khi mà buôn bán, đúng không, người ta tìm mặt bằng, người ta làm gì á, người ta cũng lo liệu, người ta cũng toan tính đủ thứ được hết trơn á. Còn giống đây là giống như cái chuyện mà giống như là kiếm cớ để mà dọn đi, để mà xin tiền khán giả, xin tiền Mạnh Thường Quân của chú anh chị đó. Quý vị thấy không, lúc mà bên cái nhà mà mới ở đây á cô chú anh chị thì nó là dọn qua chỗ mới, có mặt bằng lớn hơn để dễ bán, buổi sáng á thì cho người ta mướn thuê bán đồ ăn sáng, còn buổi chiều á thì bán Khọt Xèo đó. Mà vừa qua đây xong á, người ta giúp đỡ qua bên đây kiếm được cái nhà cũng đúng theo cái ý muốn rồi cô chú anh chị. Thì sao cô chú anh chị, nói rằng á là bây giờ không cho mướn nữa, bây giờ là bán buôn ế quá nên bây giờ là tính kiếm ít tiền để mà mở quán nhậu của chú anh chị. Ghê không cô chú anh chị? Đúng là cái người mà gọi là chở mặt mà chở như chở bánh chén nha cô chú anh chị. Thiệt quá ghê gớm. Bởi vì cái tiền mà không phải mình tiền mình làm ra, nên mà khi mà có mắc hay là nó có bị thua thiệt hại gì đó thì cũng không có đau lòng cô chú anh chị. Chỉ cần lên khóc rồi lên giả bộ tạo drama, mà miệng lúc nào cũng nói là Hồng Loan nó lôi gia đình lên nói, Hồng Loan nó như thế này, Hồng Loan nó như thế kia, nó ăn tiền cho cái người đã mất này kia. Mà quý vị thấy không, ai là cái người lôi chuyện gia đình đó để cho người ta biết về nhiều chú Bảy á, thì chú Bảy ngày nào bây giờ cũng phải đặt live stream để mà kể chút về cái chuyện gia đình, kể về Hồng Loan, và bịa đặt đa phần là bịa đặt cô chú anh chị. Em nói gì, tại sao chú Bảy không kể ra ông Năm giúp chú Bảy như thế nào và chú Bảy hại ông Năm như thế nào? Trời ơi, chú Bảy báo ông Năm á, mà ông Năm mất ăn mất ngủ mà chú Bảy la cái việc đó là việc hiển nhiên. Ông anh ông thương em út nên ông lo lắng là chuyện hiển nhiên. Người ta giả sử người ta lo lắng á, mà người ta vui vẻ, người ta hãnh diện vì em mình nó cho tà gì cho vốn để làm ăn này kia, nó làm ăn ra này kia thì người ta còn hãnh diện. Con này á đưa ra bao nhiêu là đức mà không giúp á thì là lên mạng đi nói xấu anh mình. Bây giờ còn đó cô chú anh chị đó, mà không biết ngại của chú anh chị đó, mà bây giờ cứ lên là than nhớ rồi nói là do này bệnh nhớ anh Năm, nhiều khi chưa tin rằng anh Năm mắc nữa, sợ bị tâm bệnh thua luôn. Mà bây giờ hết nói, giả sư nói xấu Hồng Loan, bây giờ là không ai xem nữa cô chú anh chị. Bây giờ quay qua ai tấn công Bình Tinh cô chú anh chị, nói tuồng cổ Hình Long á
giống như là làm mai một đi cái nghề gánh hát cải lương. Trời ơi, em nói thiệt chứ, người ta trong cái tuồng cổ Huỳnh Long đó, có rất là nhiều những nghệ sĩ lớn người ta tham gia vào trong đó, và ta có những cái vở diễn lớn mà ông cho rằng á, là Bình Tinh làm mai một gánh hát cải lương, không lẽ để cái tuồng cổ của ông giống như bò không hát đình nữa hả, là mới gọi là không mai một hả, đúng không? Dù sao Bình Tinh người ta cũng có tên tuổi, người ta cũng có tiếng. Còn mình á, mình mệnh danh là em của ông Hoàng nè, mình mệnh danh á là giọt máu này kia nè, thì ta hỏi mình làm cái gì được chưa? Ông Hoàng giúp mình nhiều đó, mình nổi tiếng chưa? Thật sự nói ra, nếu mà không nói về ông Năm á, người ta cũng chẳng biết về ông Bảy hết trơn á, ông Bảy ơi đó. Mà thật sự người ta không nói về ông Năm á, người ta vẫn biết Bình Tinh, người ta vẫn biết tuồng cổ Quỳnh Long. Cái điều khác biệt đó đó, không cần phải cái tên tuổi ông Năm trong đây mới tạo ra sự biết của nhiều người đó. Mà người ta chỉ cần á biết Bình Tinh là ai, biết tuồng cổ Huỳnh Long là ai, biết những nghệ sĩ tham gia trong cái đó là ai, đúng không cô chú anh chị? Em nói thiệt chứ, nếu mà tuồng cổ Huỳnh Long là mai một thì tại sao nhiều nghệ sĩ lớn, phải nói là nhiều nghệ sĩ lớn mà gạo cội trong cái cải lương á lại tham gia góp mặt trong những cái chương trình của tuồng cổ Huỳnh Long, đúng không? Nhưng mà em nói thiệt chứ, Bình Tinh có nói xấu gì chú đâu, cũng chẳng có lên nói gì hết đó. Mà bây giờ chú lấy em đem người ta ra chú em, chú nói là con nuôi lợi dụng danh tiếng của ba này kia. Trời, ai lợi dụng? Ít ra người ta là con nuôi đúng không, người ta còn lo cho cố nghệ sĩ, người ta còn vào bệnh viện người ta chăm ông, rồi người ta bỏ tiền ra người ta muốn phòng VIP cho ông, người ta còn trả tiền viện phí. Còn mình mệnh danh là em, mình bào mình mòn mình gút mình làm hết tất cả mọi thứ của ông anh mình đó, ông anh mình giúp đỡ mình tới mất ăn mất ngủ, sinh ra tâm bệnh phải lên mạng nói mà mình không thấy ngại. Mà bây giờ mình nói con người ta là lợi dụng danh 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 tiếng, em nói thật sự Bình Tinh không cần phải lợi dụng, mà Bình Tinh lo trong năm còn nhiều hơn nữa đó. Ai mới là người lợi dụng? Thì tức bức xúc vụ đó cô chú anh chị, thì Bình Tinh có lên đáp trả như thế này nè cô chú anh chị. Thì Bình Tinh nói như thế này em cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị để chúng ta biết được, không phải là cái gì người ta cũng nhịn đâu, tại vì người ta nể ông Năm thôi. Nhiều người người ta nể ông Năm, người ta không muốn gây thêm ồn ào, cũng giống như là không muốn nói gì nữa thôi, chứ không phải là người ta không biết những điều mà ông làm đâu ông Bảy ơi đó. Thì Bình Tinh có nói như thế này ha cô chú vậy, đây đây là cái bài viết của Bình Tinh nè cô chú vậy ha. Đó, vậy thấy có mặt Bình Tinh ha. Đó, thì em đọc cho cô chú vậy nghe nha. Chú ơi, chú bớt lại, sống sao để em út nó tôn trọng dù là một chút xíu nha. Đoàn Huỳnh Lâm không phải muốn nói gì là nói nha. Vậy là các đoàn là Long Bông hả? Là hư nghề hết hả chú? Dạ, chỉ có chú là có nghề hả chú? Chúc mừng chú, không phải không trực tiếp nói là sợ chú đâu nha. Chỉ vì còn thương một người nào, một người đó nha. Đó, ý của Bình Tinh á là không phải là người ta không biết, người ta không muốn nói gì chú muốn nói sao cũng được hết. Nhưng mà người ta nể, nể đây nể ông Năm đó, người ta không muốn là đem cái câu chuyện gia đình lại lên nói nữa đó, rồi gây cho cái người mà người ta đã mất rồi người ta không yên lòng nên không nói, chứ không phải là ai cũng được dễ dàng như là Hồng Loan. Ông muốn lên ông nói sao, nói như thế nào cũng được nha, mà nói người ta thì được thôi, mà nói tới cái nghề của người ta rất là gọi xúc phạm cái nghề đó. Ông nói cái đoàn Huỳnh Long không ra gì đó, gọi là hư nghề hết. Thì ngày xưa lúc ông Năm còn sống cũng là một cái thành viên trong cái đoàn Huỳnh Long này, cũng vô đoàn Huỳnh Long này biểu diễn. Ủa vậy là hư nghề luôn hả? Vậy là hư nghề luôn hả? Trời ơi, con nói thiệt với chú chứ, chú là cái người mà dạng như người ta thương, thứ nhất là người ta thương bùm bùm, tại vì bùm bùm ít nhất cũng lên năn nỉ mọi người ơi đừng tấn công ba em, đúng không? Người ta thương. Rồi cái thứ hai á, người ta thương vì ông Năm dù sao á cũng là em đó. Cái thứ ba ta thương là dù ông cũng già rồi cũng bệnh nên người ta mới không nói, chứ không phải được cái nước đó mà làm tới đó. Được nước làm tới, em nói thật sự trên đời này đâu có ai mà cái việc mà con á thì đang bụng mang dạ chữa con của mình đó nha, mình không nuôi nó ngày nào hết trơn á, thậm chí là phải ăn nhờ ở đậu nhà bà ngoại người ta nữa, người ta giúp đỡ nữa đó, mà lại đi lên mạng từ con trong lúc con chuẩn bị sắp tới ngày sinh, mà không phải từ một lần nữa, từ hai ba lần. Thì có hỏi chú đáng làm cha hay không, đúng không? Chú đáng hay không?
mà ngày hôm nay chú lại lên chú nói người khác như vậy, đúng không? Chú nói Hồng Loan không dám thử ADN với chú. Tới bây giờ, tới khi mà Hồng Loan đồng ý, Hồng Loan cũng lên tiếng, thậm chí là đại diện phát ngôn Hồng Loan cũng đã lên tiếng là sẽ thử ADN với chú, thì chú lại bỏ câu chuyện đó qua một bên. Người ta không nói, chú nói người ta không trả lời thì chú đừng nói chú làm tới, còn người ta trả lời thì là chú bỏ qua. Cái bài viết cái live stream của chú hồi tối qua đó, tại sao chú không dám để lại mà chú phải xóa? Chú sợ sao? Tại vì trong cái đoàn Huỳnh Long đó không phải là một người mà rất là nhiều con người trong đó. Chú đụng chạm, trời ơi, chỉ vì miếng ăn manh áo mà chú lôi nghề nghiệp của người ta ra chú nói. Trời ơi, chứ mà chú làm cái nền cái lương như vậy thì tại sao cái bữa mà chú đi hát đình ở dưới đó, khán giả không ai nghe, không ai xem, một bó bông cũng có, thậm chí người ta cũng không nghe nữa. Giống như là kiểu mà ở cái đình đó chú bơi vô sinh biểu diễn rồi cho vui, cho giống như là có người hoạt náo này kia cho nó đông tụ sơm tụ vậy thôi, chứ thực sự có ai xem chú không? Chú có ai xem chú không? Không ai xem hết. Vậy là truyền nghề dữ chưa? Rồi truyền nghề bao năm rồi mà tại sao con mình á, mà nó nói là không giống ba, không giống ba nó, không muốn theo nghiệp ba nó, dù là không phải con ruột nhưng con chú vậy, con của cô Khọt đó, mà lại theo đồ giống ông Năm, ông Anh, đúng không? Mình là tự nhận mình là nghệ sĩ lớn. Em nói chú á, chưa có nghệ sĩ nào dám tự phong nhận mình là nghệ sĩ lớn, từ chú thôi đó. Bởi vì nghệ sĩ lớn thì được nhiều người ủng hộ chưa đó. Rồi bây giờ nghệ sĩ lớn á, có nhà ở chưa hay là lông bông? Nghệ sĩ lớn mà bây giờ phải đi lên cà khịa người này người kia để kiếm từng cái đơn hàng như vậy ha, từng cái kiếm sự ủng hộ như vậy ha. Trời ơi, nói thiệt với chú thua rồi chú ơi. Đó, chú vô trong cái phần bình luận của những người mà nói về chú á, chú chửi cái này, chú nói cái này cái kia, chú thật sự á, con không hiểu được tại sao mà ông Năm á, ngày xưa ổng dù có drama hay là không có drama, hay là khán giả có nghĩ xấu hay là nói gì không hay á, thì chưa bao giờ ông Năm mà lên đáp trả tay đôi, hoặc là chưa có một cái nghệ sĩ nào mà lên đáp trả thật sự có trả lời là cái chuyện bình thường, nhưng mà đáp trả và gọi là mắng giết khán giả và dùng những cái từ mà gọi là tờ 500 một ngàn á thì chưa có. Nhưng đối với vợ chồng chú thì quá nhiều lần như vậy. Những khán giả ủng hộ mình mà người ta chỉ lên hỏi một hai câu thôi, chửi người ta là con cá cha rồi chị nói cái này cái kia. Trời ơi, thật sự một cái nghệ sĩ như vậy, chú nhớ là chú ăn cơm, chú sống là chú nhờ tình thương của khán giả. Ông Năm lo cho chú, trả nợ cho chú, không phải là tiền ông Năm mà tiền của khán giả. Khán giả giúp đỡ ủng hộ ông Năm mới có tiền, mới lo được cho chú. Và chú tồn tại như vậy á là nhờ khán giả. Nên chú bây giờ á, chú lên chú giống chú lên chú sạc từng người mà việc làm chú hay ho lắm sao, đúng không? Từ con rồi đi tranh giành tài sản với con của anh mình, rồi lên nói xấu con của anh mình, trong khi lúc đó, ủa tại sao lúc ông Năm còn sống đó, chú đã chắc là tại sao lúc ông Năm còn sống mai nói về chú? Vậy lúc ông Năm còn sống chú có dám qua chú nói rằng à Hồng Loan là con nuôi không, con tu hú không, nói câu chuyện của mẹ nó không, đúng không cô chú anh chị? Bây giờ chú tự bịa ra câu chuyện, chú nói mẹ người ta lụm lon với người này người kia sinh ra. Trời ơi, rồi con hỏi chú nè, với cái trình độ của ông Năm thì làm gì mà lại để câu chuyện nó ra, mà chú lên chú bôi xấu hết, chú nói như vậy là chú làm mất cái uy tín danh dự anh mình, mà lúc nào mở miệng ra cũng thương anh, nhớ anh này kia, nhớ thấy ghê luôn á cô chú chị. Đó, lúc anh mình còn sống á, chú bây giờ chú vô bệnh viện chú chăm ông mình, anh mình một ngày nào không, chú vô bệnh viện chú hỏi thăm sức khỏe anh mình hay chú trả tiền viện phí cho anh mình không? Không có, không hề. Mà anh mình mất giờ chú là đời lập bàn thờ, trong khi á, ủa chú ơi, bữa hổm là đám giỗ của bác Tư á, tại sao mà ông Năm á mình dành mình làm đám giỗ, mình tổ chức hoành tráng, nhưng mà ông Tư thì chú không làm hả? Sao ngộ vậy, sao có sự phân biệt dữ vậy? Không, chuyện mấy đứa nít á, giả sử như con của anh Tư đi, nó có làm gì sai đó là chuyện, nhưng mà anh Tư là anh của chú, bác Tư đó, em gọi là bác Tư đó, là đâu có làm gì sai chú đâu, cũng là anh em. Mà dù có sai đi chăng nữa thì tới ngày giỗ anh mình thì mình cũng cúng này kia. Còn này một ông á thì tổ chức hoành tráng để cho mọi người thấy, còn một ông á thì không tổ chức. Trời ơi, thương cái gì kỳ cục vậy, đúng không? Đó, để giờ đây đó chú thấy không, ai ủng hộ chú nữa đó. Bán buôn mà thích là bán, không thích nghỉ, rồi thích thì lên mạng live stream xúc người này xúc người kia. Trời hay ho quá, hai chồng lên live stream mà chửi khán giả mà hai chồng cười hí ha hí hửng. Rồi bữa sau cái gì bộ, trời ơi,
tội nghiệp đáng thương lắm, mặt là mặt buồn. Trời, em thấy thật sự cái người đâu mà lật mặt như lật bánh tráng vậy đó. Bởi vì thôi, chú bớt sân si lại đi. Không phải là người ta nhịn đâu, nhưng mà người ta nhịn cũng có một cái giới hạn của người ta thôi. Chứ không phải là vì chú là bệnh, vì chú là em ông Năm, hay là vì chú như thế này mà người ta nhịn chú hoài đâu. À, bởi vậy á, chú sống sao mà bây giờ mình chừng ấy tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi mà không có căn nhà ở là chú hiểu chú rồi đó ha. Hiểu rồi đó, đúng không? Còn chú hát hay quá, chú duy trì được cái lương này kia thì cũng hiểu rồi. Nếu mà duy trì được thì giờ tại sao mà phải đi lông bông như vậy? Gánh hát thì không ai xem, đúng không cô chú anh chị? Đó. Toàn là ăn mài trên tình thương của khán giả dành cho ông Năm không, mà tối ngày đi trách rồi đem cái câu chuyện gia đình lên rồi thách thức rồi nói dốc nói láo để mà mọi người tin mình, để mà nhục mạ người khác, để mà chà đạp để lên, tiền nó thất đức lắm chú ơi, chú đừng làm như vậy, đúng không? Dù sao chú lớn tuổi, chú cũng được mệnh danh là em Năm thì để cho người ta có tình thương. À, chú làm như vậy là mất mặt hết rồi đó. Thì ngày hôm nay em muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị vài cái thông tin như vậy để chúng ta biết được là có những người họ bỏ qua cái cảm xúc của tất cả mọi người, họ bỏ qua cái danh dự của ông anh mình đã tạo dựng lên để mà họ chà đạp lên cái công việc của người khác, họ chà đạp lên người khác để họ kiếm từng đồng từng cắc gì cô chú anh chị đó. Thì đây là một số những cái thông tin mà Tiến muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em, và xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.